Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ nói về ba băng con. Thì trong ba băng con thì mình nên xài bộ số nào hay là bộ hình nào? Thì không biết có ai bị như NTT không, có nghĩa là một trong một thời gian rất là dài mình bị rối cái vấn đề là ba băng con. Ba băng con nó rất là nhiều bộ số thì mình cũng không biết là mình nên xài cái bộ nào là hợp lý. Mình nên xài một bộ duy nhất hay là mình nên kết hợp nhiều bộ lại với nhau? Và nếu mà kết hợp nhiều bộ lại với nhau thì mình nên xài bộ nào cho cái trường hợp nào? Đó là mình bị rối chưa cái đó trong một thời gian rất là dài. Quay lại vấn đề là mình có nên xài một bộ số duy nhất cho ba băng con hay không? Ví dụ như trên lý thuyết mọi người thấy là cái bộ Bola là mình đang nói về Bola Hàn Quốc nha, thì nó có bốn áp phê, thì trên lý thuyết là mình có thể xài cái bộ Bola này cho mọi góc ở đối với ba băng con. Rồi mình có những cái bộ số khác như là bộ 50, bộ Toju không áp phê và bộ Toju có áp phê. Đó, nói chung là mình rất là nhiều bộ số. Rồi một thời gian dài thì mình mới bắt đầu là mình tập dợt á, thì bắt đầu là mình mới nghiệm nghiệm ra được. Thì hôm nay NTT sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mình đang ứng dụng. Dĩ nhiên là khi mà mình nghiệm ra được cái điều này thì mình cũng phát hiện ra là mỗi cơ thủ người ta sẽ có một cái kiểu đánh khác nhau. Có nghĩa là ba băng con đối với cơ thủ này người ta sẽ xài bộ này, nhưng đối với cơ thủ khác người ta sẽ xài bộ khác. Miễn sao mà người ta cảm giác là đối với người ta cái cách đó là cái dễ trúng nhất và phù hợp với cái lối đánh người ta nhất, phù hợp với cơ địa người ta nhất. Đó, đó là cái mà NTT hiểu. Bây giờ NTT sẽ nói tiếp. Thì mọi người khi mọi người đánh thì mình sẽ phát hiện ra một cái vấn đề là mình trái trái bị chủ mình là trái màu trắng, bên mục tiêu một màu vàng, mục tiêu hai là màu đỏ, và đại khái thì mình sẽ demo những cái vị trí như vậy. Và mọi người để ý là mình xài cái bộ số nào không biết, nhưng mà chắc chắn là mình phải tính tới cái vấn đề là gài hình. Gài hình thì mình phải là đánh dày bao nhiêu phần trái để mà có thể gài cái trái bi cát nó vào đúng cái vị trí mình mong muốn, thì có thể là mình sẽ phải đánh dày và mình sẽ phải đánh mỏng. Và khi mà mình đánh dày đánh mỏng rồi thì lúc này mình mới là sử dụng áp phê để sao nó được trúng trái bi mục tiêu 2. Thì NT mới suy nghĩ là mới đầu gặp những cái thế bi này này thì mình sẽ không có quyết định là mình sẽ xài cái bộ nào trước, mà mình sẽ đánh theo, mình dựa theo kinh nghiệm của mình đó. Thì mình sẽ đánh với cái độ dày đó và lúc đó mình sẽ xài áp phê nào. Và khi mà mình biết được là mình sẽ xài áp phê nào rồi thì mình mới quyết định là mình sẽ sử dụng bộ số nào. Thì cái đó là cái cách mà NTT suy nghĩ. Nó có thể là nó sẽ không có giống như là cách xử lý của các cơ thủ, nhưng mà đây là cũng là một cái hướng xử lý, một cái hướng suy nghĩ, và mọi người có thể là mọi người tham khảo để xem là nó đúng hay sai, hoặc là mình có thể rút được kinh nghiệm gì từ cái mà NTT suy nghĩ hay không. Ví dụ nha, bây giờ bi chủ mình là cái bi này, và bi mục tiêu 2 của mình là một bi mà nó nằm trong góc dậu này, thì mình phải đánh như vậy và NTT sẽ phải là đánh mỏng trái để cho chỉ có đưa cho bi vàng nó lên đây thôi. Thì mọi người thì mình phải đánh rất là mỏng nha, và mình sẽ phải đánh như vậy để nó lên nó trúng. Thì với kiểu đánh mỏng như vậy thì NTT thấy là mình sẽ đánh không áp phê là nó sẽ ok. Vậy thì cái bài toán mình đặt ra nữa là khi mình đánh không áp phê thì mình sẽ xài cái bộ số nào? Thì có hai cái bộ số mà NTT thấy mình có thể áp dụng được, đó chính là cái bộ đầu tiên đó là cái bộ chia đôi. Thực ra bộ chia đôi thì nó cũng là một cái hệ quả của cái bộ Toju không áp phê thôi, thì mình bỏ qua cái bộ chia đôi đi. Thì cái đầu tiên là mình sẽ xài cái bộ Toju không áp phê. Cái bộ thứ hai mà mình có thể đánh không áp phê được là bộ Bola, Bola Hàn Quốc. Thì bây giờ thì mới bắt đầu là mình mới quyết định này, bởi mỗi người sẽ có cách áp dụng khác nhau. Có người thì sẽ xài Tuju, có người thì sẽ là xài Bola. Thì mọi người thấy là Bola mình có thể là chỉ cần Bola thôi là mình có thể là đánh mọi cái thế bi của
bạn nhỏ rồi, của ba băng con rồi, thì có thể là rất là nhiều người sẽ chỉ xài Bula thôi và sẽ bỏ Tuju ở trong, sẽ không có xài Tuju trong cái ba băng con. Nhưng mà đối với NTT thì NTT lại cảm giác là mình lại phù hợp với cái Tuju không mắc phê này hơn. Thì bây giờ NTT sẽ demo cho mọi người nha. Cái này chỉ là mình đang nói về cái cách mình xử lý ba băng con mà nó hợp với cái tư duy của mình nha anh em. Và mình chắc chắn là mỗi người á sẽ có cách xử lý khác nhau. Và đôi khi là họ sẽ có những cái cách xử lý khác nữa mà mình cũng không có biết được. Về bộ Tuju thì mọi người lên mạng mọi người kiếm cái bộ Tuju không áp phên rất là nhiều. Thì ở đây NTT tính nhanh thôi. Thì ở đây mọi người thấy là cái điểm về của mình á thì nó tầm khoảng 4 hoặc là 5 gì đó, thì ở đây NTT thấy là 5 nó vẫn trúng. Thì mình lấy là 5 đi cho nó tròn. Thì 5 nhân cho 1.5 thì nó sẽ ra là 7.5. Là cái điểm về của mình sẽ là 7.5. Ở đây NTT quên nói là cái điểm đi và điểm về của mình thì nó sẽ số giống nhau hết, một nút là tính 10, 10, 20, 30, 40. Còn ở bên này thì mình sẽ gấp đôi lên, một nút mình sẽ tính là 20. Ở đây 20, 40, 60, 80. Thì bây giờ cái điểm về thì mình phải là lấy cái điểm đi trừ cho cái điểm chạm thì nó sẽ ra điểm về. Thì ví dụ này bây giờ mình sẽ lấy một cái tia trước đi, ví dụ như là 30 đi. Tia đi của mình 30 mà mình trừ cho 7.5 thì nó sẽ ra là điểm chạm mình là 22.5. Thì mọi người thấy 22.5, đây là 22 này, đây là 20 này, 30 nằm đây. Thì 22.5 thì nó sẽ tầm ngay chỗ này. Thì mọi người thấy là nó lệch rất là xa. Thì bây giờ mình tiếp tục mình dịch lên nữa thôi. Mình sẽ lấy một cái tia là 40 đi. 40 mà trừ 7 7.5 thì nó sẽ là 32.5. Thì mình thấy là đây là 30 này. Tiếp tục mình sẽ dịch lên. Đó thì mình thấy là nó cũng gần gần, nó đi qua hơn qua đây rất là nhiều rồi. Thì đây mọi người có thể là mình sẽ tính toán toán lại để cho nó ra đúng. Còn nếu không thì mình sẽ dịch một cái đường song song. Một cái đường không phải song song mà nó sẽ là cái bên bên này này. Nó sẽ bằng 1 phần 2 so với cái điểm đi. Nó gần gần giống như cái bộ 50 mà NTT nói. Cái cách mà mình tính y chang thôi. Mình tính vậy để cho nó nhanh. Chứ bây giờ mà mình ngồi trừ dần đó, không biết khi nào mới xong hết. Đó. Thì đơn giản là bây giờ mình sẽ đánh vào cái điểm này. Mình sẽ đánh xuống dưới một chút xíu nha. Thay vì cái tia mà 40 mà đánh vô 32.5 thì bây giờ mình sẽ dịch xuống chút xíu, mình có thể là vô ở đây mình thấy là nó trừ đi khoảng tầm 2 đơn vị này. Thì bên này phải trừ đi 1 đơn vị thì mình có thể là đánh vô 20 31.5 hoặc là 31 gì đó thì nó sẽ đi nó đúng. Thì đây là cách mà NTT sử dụng khi mà mình đánh không áp phê. Chứ NTT không có sử dụng cái bộ mà bộ Bula, bởi vì mình cảm giác là mình sử dụng cái bộ Tuju không áp phê này thì nó sẽ hợp hơn với mình. Rồi tiếp tục. Bây giờ NTT sẽ lấy một cái trường hợp khác, đó chính là bi mục tiêu 2 là cái bi này. Bi chủ của mình thì nó vẫn là bi màu trắng đây. Bi Kaya bi này. Thì với cái tình huống này á, mọi người thấy là thông thường mình sẽ đánh kiểu như vậy. Lên đây, chúng. Nó phải đi xuống dưới một chút xíu nha mọi người. Kiểu vậy này. Thì với những tình huống này á, thông thường mọi người đánh theo cảm giác thôi. Thì như NTT đánh theo cảm giác thôi. Thì cái trường hợp này mình cảm giác nó tầm khoảng 1 áp phê. Hoặc là nửa áp phê nó trúng rồi
và mọi người thấy là trong trận những cái thế bi mà mình đánh một áp phê này, một chút áp phê, một áp phê hoặc hai áp phê mình sử dụng rất là nhiều. Còn trường hợp mà không áp phê với ba bốn áp phê thì cảm giác là nó sẽ ít hơn, thì không biết là mọi người có cảm nhận như vậy không. Thì bây giờ mình quay lại trường hợp này đi. Trường hợp này thì NTT cảm giác là mình đánh một áp phê. Vậy thì cái bộ nào mà một áp phê nó sẽ hợp lý nhất? Vậy mọi người biết là nó rất là nhiều bộ nha. À, cái bộ tuju có áp phê mình vẫn tính được. Nhưng mà có điều là cái bộ tuju không áp phê nó bị giới hạn ở trong hai nút thôi. Còn nếu mà cái mục tiêu hai vẫn nằm ngoài hai nút đó, thì sẽ bộ tuju nó không giải quyết được. Thì với lại thêm một cái nữa là cái bộ tuju nó tới bốn thông số là nên NTT cũng không có thích xài cái bộ tuju ở trong cái trường hợp mà bạn nhỏ lắm. À, cái bộ thứ hai mà nó sẽ giải quyết được là bộ Bola. À, và thứ ba nữa là cái bộ 50 ấy, NTT thấy là mọi người đánh trong bàn nhỏ này mọi người đánh hai áp phê là đúng theo cái bộ 50. Nhưng bây giờ nếu mình đánh một áp phê ấy, thì theo suy nghĩ là nếu mình đánh một áp phê thì ví dụ như là mình xài bộ 50 đi thì mình phải tăng 5 lên. Ví dụ đây mình thấy là nó tầm nó về là 15 trúng. Thì bây giờ mình sẽ căn cái bộ 50, mình sẽ căn vào một cái tia nó đi vào 20, hai áp phê. Nhưng bây giờ mình sẽ trừ lại, mình xài một áp phê thôi thì nó sẽ giảm 5, nó sẽ trúng. Thì đó là cách mà NTT suy nghĩ. Nhưng mà cuối cùng thì NTT mình cảm giác là mình vẫn hợp với cái bộ mà tuju không áp phê hơn. Có nghĩa là vậy. Thì không biết là mọi người khi mọi người đánh ba băng con với một áp phê thì mọi người xài cái bộ nào. Nhưng mà sau rất là nhiều thử nghiệm rồi gì đó thì NTT cảm giác là đối với không áp phê, nửa áp phê và một áp phê thì NTT sẽ xài cái bộ tuju. Tuju không áp phê nha. Thì bây giờ mình sẽ căn như vậy này. Ví dụ cái điểm này là điểm trúng. Thì NTT sẽ là trừ đi 5. Trừ đi 5 là trừ đi nửa nút đó. Là mình sẽ căn vào đây. Mình sẽ đánh không áp phê. Mình sẽ xác định cái đường mà không áp phê nha. Mà mình sẽ căn vô được đây. Rồi sau đó, sau khi mình xác định được cái tia trúng rồi, thì mình sẽ là để một áp phê vô. Mình sẽ để một áp phê vô. Thì với mấy trường hợp này thì NTT thường để cao trên đầu, hoặc là mình để bên dưới cũng được, không sao hết, do thói quen thôi. À, thì khi mà mình đánh một áp phê thì nó sẽ tăng lên nửa nút. Thì đó là các NTT sử dụng cái bộ tuju không áp phê để mình áp dụng trong những cái trường hợp mà có một áp phê. Rồi tiếp theo, cái trường hợp tiếp theo là NTT sẽ lấy cái ví dụ là pin mục tiêu 2, nó sẽ để dịch tên nữa, pin mục tiêu 2 nằm đây. Bi chủ mình tiếp tục là bi này. À, và đây là bi Kaja. Thì với những hình này mọi người đánh kinh nghiệm thì như NTT đánh kinh nghiệm, hình này mình sẽ đánh hai áp phê nửa trái. Đó, nhìn vô là mình đánh theo kinh nghiệm là mình sẽ đánh như vậy. Thì đại loại nó sẽ đi kiểu như vậy. Nó lên nó sẽ trúng. Thì với vừa rồi NTT nhắc lại là cái không áp phê và một áp phê hoặc nửa áp phê thì mình xài cái bộ tuju không áp phê, rồi mình sẽ cứ theo là một áp phê nó sẽ tăng lên nửa nút. À, còn khi mà mình đã đánh kinh nghiệm mà những cái hình mà cảm giác nó sẽ hai áp phê thì NTT lại xài cái bộ 50, bởi vì cái bộ 50 là cái bộ chuẩn, chuẩn của nó là chuẩn hai áp phê. Thì với những hình này mình thấy cảm giác vừa hai áp phê thì mình cứ theo cái bộ 50 mình xài thôi. Hoặc là khi mà nó mình cần xài ba áp phê, ví dụ như là những cái hình như vậy này, nó vẫn vậy thôi, chạm trái nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó sẽ đi xuống nhiều hơn, nó đi lên trên này ba áp phê. Thì những cái mà hai với ba áp phê thì NTT sẽ đánh cái bộ 50.
Bởi vì là khi mọi người đánh hai áp phê thì mọi người biết là nó sẽ đi qua nút, nó đúng công thức, nhưng mà mình lên ba áp phê thì nó sẽ lên 5, nó cộng thêm 5. Thì cứ vậy mình tính thôi, nó khá là đơn giản. Rồi bây giờ entity sẽ đi cái trường hợp cuối cùng. Đó là cái trường hợp mà bi chủ của mình nó nằm như vậy, nó sẽ có góc hơi nghiêng á, như vậy này. Bi Kaya thì tiếp tục nó nằm đây, và những cái bi mục tiêu nó có thể là nó sẽ nằm cao, nằm những cái vị trí cao. Còn ví nếu mà mình nằm dưới thấp đó, thì entity vẫn xài những cái bộ kia thôi. Ví dụ mình nó nằm dưới thấp này, mình cảm giác nó đánh hai áp phê thì entity vẫn xài bộ 50 à, hoặc là ba áp phê như cái hình này này thì entity cũng sẽ đánh bộ 50. Nhưng nó nằm trên cao này, nó bắt buộc là mình phải xài sử dụng tới bốn áp phê lại. Thì trên lý thuyết thì nếu mà mình đánh bốn áp phê với bộ 50 thì nó sẽ phải tăng lên 7, nhưng mà entity thì không có đánh những cái bộ này, không có xài bộ 50 khi mà nó tăng mát áp phê, khi mà sử dụng mát áp phê, mà entity sử dụng cái bộ Bola Hàn Quốc. Bởi vì mọi người thấy là những cái góc này này, những cái góc nghiêng như vậy này, là bắt đầu là mình phải hơi kéo rồi. Áp phê số 4 thì nằm bên dưới. Thì mọi người thấy là áp phê số 4 ở trong bộ đô la nó rất là thích hợp cho những cái hình kéo là 4 áp phê. Thì entity cảm giác là mình sử dụng cái bộ 4 áp phê của đô la thì mình sẽ tự tin hơn so với khi mà mình sử dụng cái bộ 50. Thì bây giờ mình trong hình này mình tính nhanh thôi. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ tính cho cái bi này đi. Thì đầu tiên mình sẽ phải xác định cái độ nghiêng trước nha mọi người. Độ nghiêng này thì entity thấy là nó nghiêng khoảng là tầm 4 nút, 40, cái góc này là 45 độ này, thì nó sẽ bị lệch 4 nút, thì mình sẽ là tính là 4 4 trước nha, độ lệch là 4. Bộ Bola Hàn Quốc thì nó có hai phiên bản lận, nhưng mà entity lại thích cái phiên bản của Can Đông Công hơn, thì thấy nó hợp với cái suy nghĩ của mình hơn á. Bởi cái bộ kia thì nó phải tính tọa độ trên băng ngắn và trên băng dài nữa, độ nghiêng nữa, thì nó quá nhiều thông số. Còn của ông Cang thì sẽ thấy nó đơn giản hơn. Thế cách tính như vậy này, thì đầu tiên là mọi người phải xác định tọa độ của cái bi nhà cát, thì mình nối từ góc dậu lên trên hai nút này. Đây một nút mình nối vào giữa bàn này, cứ nhân lên như vậy đó. Đây một nút thì trên này sẽ là lên hai nút, thì mình sẽ coi thử là nó sẽ nằm trong tọa độ nào. Cái này là một này, hai, ba. Thì ở đây mình thấy cái bi này nó mình kéo dài ra, nó có vẻ nó nằm giữa đó. Thì ở chỗ này thì mình sẽ tính là đây là hai, đây là ba, thì cái này là tầm 2.5. Cái này nó tính rất là nhanh. Nói chung là entity thấy cái này nó ok hơn so với cái tính tọa độ kia, nó rất là nhiều thông số. Thì ở đây mình sẽ được là 6 6.5 rồi. Còn cái điểm về của mình á, thì đây là mình cứ tính lên thôi. Nửa nút là tính 1 1 2 3 4. Tầm 4 là nó trúng rồi. Thì ở đây mình sẽ thấy là cộng thêm 4 nữa, thì nó là 10.5. 10.5 thì mọi người sẽ đánh 4 áp phê nha, thì mình sẽ trừ 4 ra, thì nó sẽ còn là 6.5. 6.5 trong cái bộ Bola thì nó sẽ chia thành 8 phần. 6.5 thì nó sẽ là 6.5 trên 8, thì mọi người thấy là nó sẽ dày hơn 3 phần 4 trái. 3 phần 4 chính là 6.6 trên 8. Còn của mình là 6.5 lận, thì mình sẽ phải đánh dài hơn 3 phần 4 trái một chút xíu đối với những thế bi này, và mình sẽ xài 4 áp phê. Đây là nói chung là entity là hay xài theo kiểu này này, nó hợp với mình hơn. Và cái bộ Bola thì bắt buộc là mình phải xài trên ba băng con, bởi nó có một lý do là mình khi mà cái bi cát của mình á, nó sát băng như vậy này, mình rất khó xài cái bộ 50.
Và cái bộ 50 nó nói chung là khi mà sát băng thì mình sẽ khó căng tia hơn. Thì đây là cái kinh nghiệm của những cái cơ thủ mà đã đi trước, thì NTT thấy là cái trên ba băng con thì bắt buộc là mình phải biết cái bộ bô la, nhưng mà đối với NTT thì chỉ có sử dụng hai trường hợp thôi, đó là khi mà nó sát băng là một, với khi mà phải có những cái góc kéo mình xài 4 áp phê. Còn bình thường thì NTT không có sử dụng những áp phê 0, 1, 2. Ở đây mình vẽ thiếu mọi người. Đây là 4 áp phê là 0 này, 1 ngay đây này, 2 này, 3 áp phê. Tổng cộng là cái bộ bô la Hàn Quốc này nó sẽ có 5 áp phê. Còn có cái bộ bô la mà 12 phần trái ấy, thì nó rất là nhiều áp phê, nó tới 9 áp phê là từ 0 tới 9 là 10 áp phê là, thì nó rất là phức tạp. Thì cái bộ bô la này nó đơn giản hơn, và đặc biệt là cái bộ mà mọi người xài cái tính tọa độ mà từ góc dậu này, mình cứ tính lên hai nút đó, nó sẽ dễ cho mình hơn, thay vì là mình sẽ xài cái bộ kia là mình phải tính tọa độ trên này rồi tính tọa độ bên đây, thì nó sẽ phức tạp hơn cho mình. Thì đây là toàn bộ cái phương pháp mà NTT tự đúc kết lại cho mình sau một thời gian mình đánh ba băng con. Và dĩ nhiên là cái cách của mình thì nó chỉ phù hợp có thể là đối với mình thôi, nhưng mà mấy người khác thì người ta lại có những cái phương pháp mà căn ba băng con riêng của người ta, và đối với những trường hợp đó người ta sẽ sử dụng những cái phương pháp, những cái bộ số đó. Và mình nghĩ là chắc cũng không có ai giống như ai khi mà xử lý ba băng con đâu. Và đây là một cái mà để cho anh em mình tham khảo, để mà mình thấy mà cái nào mà nó phù hợp với mình thì mình có thể là mang cái đó mình đúc kết, và mình sẽ rút tỉa ra làm sao cho nó ra được một cái phương pháp cho riêng mình. Và nếu mà anh em có những cái góp ý hoặc là có những cái phương pháp nào hay hơn khi mình xử lý ba con, thì mọi người có thể để lại cái bình luận để mà mọi người cùng vào tham khảo và đóng góp ý kiến.